Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với bản tin nhận định thị trường ngày 21 tháng 3 năm 2022. Thì thị trường vẫn theo như cái nhận định của chúng ta một số phiên gần đây, tức là từ ngày 17 tháng 3 chúng ta vẫn nhận định là thị trường là đang trong cái nhịp hồi và chiến lược của chúng ta có thể bắt đầu mua thăm dò các cái cổ phiếu kể từ ngày 17 tháng 3. Dưới đây là một số cái cổ phiếu kim cương mà anh chị có thể tham khảo. Thì trước khi đi vào cái nội dung phân tích ngày 18 và nhận định trên ngày 21 thì rất mong anh chị và các bạn uh, like và share video và đến với những người quan tâm chứng khoán à, thì đi vào nội dung của cái ngày 18 tháng hôm nay là phiên giao dịch 18 ấy này thì bắt đầu từ phiên ngày hôm qua anh chị nhận từ phiên ngày hôm qua là mình uh, có cái nhận định là chúng ta bắt đầu quay lại uh, thị trường được rồi, chúng ta có thể quay vào thị trường được rồi đúng không ạ thì ở đây thì ở phiên giao dịch ngày 18 tháng 3 này thì với cái khối lượng mua vào ở mức tương đối điểm số này tăng 0,5% thì nó vẫn duy trì theo cái nhận định của chúng ta và không có cái điều gì đặc biệt anh chị nhé à, nó sau một cái nhịp rũ đúng không ạ từ ngày 8 tháng 3 chúng ta nhận định đây là một cái nhịp rũ thì là những cái nhà đầu tư mà người ta kiếm được lợi nhuận ở một số cổ phiếu mạnh ở cái nhịp này thì người ta chốt lời ngoài ra là một rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ không đủ kiên nhẫn nữa rồi bắt đầu phải chán thị trường rồi họ họ bán ra đúng không ạ? Thì nó sẽ cạn đi cái lực cạn đi cái khối lượng giao dịch. Thì sau đó nó sẽ có cái nhịp hồi thôi, nó cũng giống như các nhận định của chúng ta thì phiên 18 tháng 3 này không có gì để không có gì thay đổi, đúng không ạ? Phiên 30 cũng vậy nhé Phiên ngày 17 tháng 3 là một cái phiên test, đúng không ạ? Khối lượng rất thấp. Đúng ạ. 18 tháng 3 thì là là cái nhịp hồi. Là một cái phiên mua vào của cái nhịp hồi, nó không có gì thay đổi so với nhận định của chúng ta ngày hôm trước các anh chị cũng có thể thấy đây là cái số lượng cổ phiếu tốt. Các anh chị thấy nó tiếp tục nó mở ra này. 193 cổ phiếu đây. Và điểm số trung bình của các cổ phiếu là đang vượt trên đường trung bình mà 20. như vậy là nó cũng phù hợp với cái nhận định của chúng ta anh chị nhé. Vậy thì cái chiến lược của chúng ta. Các anh chị có thấy là thị trường thời đại ngắn hạn này. xác suất ở cái nhịp hồi rất là cao. Và chiến lược nắm giữ các cái cổ phiếu mạnh. Là các cổ phiếu kim cương này và các cổ phiếu ok này này. Đấy. Và chúng ta có thể mua tham dò các cái cổ phiếu. Thì anh chị có thể thấy một chút lại chúng ta nhìn lại thì hàng ngày thì hôm trước thì mình uh, hàng ngày thì những cái file Excel này mình đều gửi vào các cái nhóm vip và ở các cái nhóm thông thường thì mình cũng gửi nhưng mà thi thoảng mình gửi anh chị nhé thi thoảng mình mới gửi thôi thì uh, các anh chị mà học cái lớp hóa uh, nền tảng canceling vía đây ngày mai sáng mai á uh, thì mình cũng đã gửi cho anh chị uh, tất cả những cái file Excel này rồi thì uh, có rất, nó rất là rõ ràng tuy nhiên có một số anh chị thì chưa hiểu hết thì uh, không qua cái khóa học ngày mai, 20 tháng 3 này nhé, thì mình sẽ hướng dẫn các anh chị sử dụng uh, các cái uh, nội dung ở đây. Uh, thì mình cũng giới thiệu qua anh chị một chút. Đấy, chị có thể xem lại nhé. Đây là ngày 18 tháng 3 này. Đấy, thì các anh chị thấy đây. Chúng ta vẫn nhận định như vậy đúng không? Chiến lược là nắm giữ cổ phiếu và xem xét giải ngân này, một số cổ phiếu này đúng không? HTD này, VHC này, FPR, này đúng không ạ? Một số cổ phiếu thăm dò, ví dụ như là HAH này. Đúng không ạ? Đấy, các anh chị ơi thấy thăm dò SSC này, đấy. Từ ngày 17 tháng 3 này này. 17 tháng 3 là bắt đầu chiến là mình đã khuyến nghị để các chị có thể quay lại thị trường rồi, đúng không ạ? SKG này, VHC này. Và cũng có thăm dò một số cổ phiếu. Đúng không? OCB, Techcombank, CTG, D2D, BMS và MBS, đúng không? Thì các chị thấy những cổ phiếu này thì với những cái uh, vì thế mà thăm dò của chúng ta thì hiện nay thì vẫn ổn nhé Cũng chưa cần phải cắt lỗ của phía nào cả à, Với các anh chị, à, mình cũng nhắc cho các anh chị lưu ý cái khóa học ngày mai nhé Cái khóa học ngày mai thì các anh chị lưu ý là cái khóa học ngày mai thì chúng ta sẽ là Ngày 20 tháng 3 Chúng ta sẽ diễn ra là Từ buổi sáng từ 9 đến 12 giờ Buổi chiều sẽ là từ 2 giờ cho đến 6 giờ Các anh chị nhé Thì là ở đây là các cái nội dung mình đang biên soạn lại Anh chị nhé, đây không phải là một cái khóa học về làm giàu hay là một cái khóa học về truyền động lực Làm giàu cho các anh chị mà nó là một cái khóa học về kỹ thuật giao dịch chứng khoán Với phương pháp Kenslim Và viết đây, anh chị nhé Nó sẽ có hai cái phần này, rất đấy, rất là sâu đấy Rất là sâu về Kenslim và viết đây Viết đây ở đây thì do thời gian của chúng ta chỉ có một ngày thôi Thì mình bám vào cái nội dung của cái khóa học chuyên sâu thì cũng sẽ hướng dẫn để cho các anh chị có thể uh, để các anh chị có thể hiểu được trước hết là các anh chị hiểu được cái bản chất của các phương pháp và nếu các anh chị muốn mở mở rộng hơn thì hoàn toàn các anh chị có thể đọc sách các anh chị có thể mua những quyển sách cancel về các anh chị đọc và các anh chị hiểu để các anh chị phát triển hơn hoặc là viết đây hoặc là các anh chị có thể học cái khóa chuyên sâu thì khóa chuyên sâu thì nó sẽ có tính đóng gói rất là cao và nó quy trình hóa anh chị nhé thì mình đang biên soạn lại cái này để mai hướng dẫn các anh chị thì các anh chị nào mà muốn học thì có thể đăng ký anh chị nhé online cho nên mình đi rõ là 20 tháng 3 À, đây, rồi. Thì đi vào cái danh sách các cổ phiếu kim cương của ngày 18 và nhận định cho ngày 21 tháng 3 này thì các anh chị thấy là đây, đây là những cổ phiếu kim cương nhé mình cũng nói nhiều rồi các cổ phiếu kim cương là những cổ phiếu mạnh nhất thuộc dòng các cái nhóm cổ phiếu Ken Slim dòng tiền và thuộc các cái nhóm ngành mạnh đấy thì anh chị ơi thấy đây là đây những cổ phiếu mạnh nhất và trong phiên ngày 18 tháng 3 này chúng ta có thể mua được các cổ phiếu này mua cổ phiếu này nhé đây là những cổ phiếu mà kim cương và gần nền các anh chị có thể mua FLT, HDG, HAH, SKG tiếp, HCD, PAT, VHC và HTG anh chị nhé có thể mua được ngoài ra những cổ phiếu OK là những cổ phiếu rất là mạnh Can Slim dòng tiền đấy tuy nhiên nó không thuộc các cái nhóm ngành mạnh hoặc nó có một số cái lỗi gì một cái điểm lỗi gì đấy mà tôi không ưu tiên bằng ngành nhóm trên tuy nhiên là cái các anh chị nắm giữ các cổ phiếu này cũng OK ngoài ra nhóm cổ phiếu trong nền hoạt động OK thì anh chị có thể xem CMG và ADS nhé còn cổ phiếu mua thăm dò kiệt vôn thì có thể các anh chị có thể mua được SSC MBS và BSI nhé nó khả năng nó sẽ nhiều hơn nhưng mà đây thì mình cũng chỉ tập trung vào một số cổ phiếu đẹp hơn thôi thì đó là các cổ phiếu kim cương và các cổ phiếu cho nhận định ngày 21 tháng 3 thì mình sẽ trở lại đồ thị để chia sẻ với các anh chị một chút về cái đồ thị của các cổ phiếu mạnh các anh chị chờ một chút à, các anh chị cũng lưu ý nhé thì hàng ngày này thì mình đều gửi mình đều có những cái nhận định như thế này nó rất là đóng gói và rất là cô đặc rồi à, có nhiều anh chị thì là muốn tìm những cái thông tin mang cái tính chất gọi là truyền miệng hoặc là cái gì đấy mà nó bí mật về doanh nghiệp hoặc về kinh doanh hoặc là một cái gì đấy mà nó giống như một công thức bí mật thì à, theo mình thấy là cách tiếp cận như thế thì có vẻ là cái cách tiếp cận thì hay nhưng mà cái, cái kết quả thì thì không hay bởi vì các anh chị thấy là nếu mà chúng ta chỉ giao dịch chứng khoán bằng nghe mấy cái tin đồn hoặc nghe mấy cái hoạt động phím hàng theo cái cách rất là thông thường đúng không ạ thì gần như sẽ không có kết quả bởi vì nếu các chị có thể nghiên cứu hoặc có thể thấy là 90% 90% những nhà đầu tư sẽ mất tiền trên thị trường chứng khoán ấy chị nhé 90% đây là cái công thức mà rút rút ra cả 100 năm nay rồi thị trường chứng khoán Việt Nam thì khoảng hơn 20 năm đúng không ạ thì cũng rút rút ra như vậy và thị trường chứng khoán trên thế giới như Mỹ hoặc Châu Âu hàng trăm năm nó vẫn đúc rút như vậy còn nếu mà tất cả mọi người kiếm được thị, tiền trên thị trường chứng khoán thì chắc chắn là không đến được chúng ta đâu đúng không ạ rất nhiều người trên thế giới người ta đã đổ xô đầu tư chứng khoán và thậm chí người ta còn sang cả việt nam người ta đầu tư rất là nhiều do vậy là chứng khoán này thì nó không màu hồng như vậy và nó không dễ như vậy và nếu chúng ta tiếp cận theo cái cách cực kỳ bản năng nhé, mình phải nói là bản năng tức là cái cách, theo cái cách fomo theo cái cách đám đông thì chắc chắn là chúng ta có thể cái, có thể chiến thắng ở cái đoạn này có thể chiến thắng ở đoạn này nhưng các anh chị sẽ mất rất nhiều ở những cái đoạn như thế này như thế này để các anh chị nhìn thì chỗ này nó lên nhiều và xuống ít các anh chị nhìn đây các anh chị có thể nó lên nhiều đây xuống ít đúng không ạ lên nhiều xuống ít nhưng mà thực tế thì nó lại đây là trên đồ thị của vn index thôi nha anh chị nhé nhưng thực tế thì tài khoản của các anh chị nó sẽ rất là khác bởi vì giai đoạn này nó lên nhiều này nhưng mà các anh chị lại có rất ít cổ phiếu giai đoạn lên nhiều các anh chị có rất ít cổ phiếu nhưng mà khi nó rơi đây này các anh chị nhìn thì nó rơi ít thế này thôi nhưng mà các anh chị lại có rất nhiều cổ phiếu bởi vì sao con người ta Chúng ta thì thông thường là các anh chị sẽ thăm dò, thăm dò, thăm dò đúng không ạ? Các anh chị đầu tư ít đầu các anh chị có thấy lợi nhuận rồi. Lúc đầu chỉ bỏ ra khoảng 300 triệu, 400 triệu thôi. Sau khi có lợi nhuận rồi, bây giờ chúng ta mới tăng thêm 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ và thậm chí các anh chị chỉ mất 20% ở đây thôi. Thì các anh chị đã gần như là bay toàn bộ khoảng 70, 80% lợi nhuận ở đây rồi. Mà thì gần như là rất là khó để các anh chị kiếm được cái lợi nhuận 70, 80% ở đây nha anh chị nó rất là khó, nó không dễ đâu. Bản chất chúng ta ở đây các anh chị nếu các anh chị đã giao dịch rồi thì các anh chị biết đúng không? Các anh chị nắm giữ một cổ phiếu lên giá rất khó. Các anh chị có thể kiên nhẫn nắm giữ một cổ phiếu giảm giá. Nhưng nắm giữ một cổ phiếu lên giá cực kỳ khó thì đó là nó thuộc về những cái thứ thuộc về bản năng của con người. Do vậy nếu chúng ta không đúc rút ra được một cái quy tắc giao dịch một cái cách thức giao dịch nào đấy theo cái cách mà loại bỏ các cái cảm xúc của con người đi các cái cách tiếp cận theo hướng bản năng của con người đi chúng ta tìm kiếm về doanh nghiệp về tin tức về tin đồn hay về những cái điều thú vị hay ho các anh chị tìm những cái cái cái, cái 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 tip hoặc những cái gì đấy mà mình khôn hơn hoặc nhanh hơn người khác đều không có kết quả chị nhé đấy không phải là cách giao dịch mà kiếm được được uh, cái hiệu quả kiếm được cái lợi nhuận một cách ổn định thì đây là các cổ phiếu các chị thấy đây là các cổ phiếu kim cương đúng không ạ và các cổ phiếu ok tốt nhất rồi à? FRT giữ nhá NVT nằm giữ nhá đây các cổ phiếu đẹp nhất nhá OGC nắm giữ nhá không mua nữa vì xa này rồi đấy, anh chị nhá ASM à, ok nhá nắm giữ nhá HTG OK điểm mua nhé, điểm mua nhé. À, nắm giữ như đây là một dạng bao cung, nó cổ phiếu này bao cung nhiều nhưng mà các anh chị nắm giữ OK. HAH OK nhé, hôm qua điểm vào đúng không ạ? Các anh chị thấy nói chúng ta mình có khuyến nghị là thăm dò cổ phiếu HAH ở ngày hôm trước đúng không các anh chị? Ngày 17 thì ngày 18 nó đã có khối lượng vào rồi đúng không ạ? SKG này vẫn OK nhé, mặc dù nó là một phiên bán ra ngày hôm qua nhưng mà nó vẫn là trong hộp xương nó lên trong cái nhóm ngành mạnh cái chị nắm giữ hoàn toàn vẫn ok RDP này thì là chạy nước rút và một phiên sàn rồi nhé như cái này à, anh chị có thể chạy được bởi vì à, thanh khoản nó là một dạng cũng có những cái sự bóc cung nhất định anh chị nhé HCD ok nhé HCD hôm trước thì mình không có nghị mua bởi vì là cái nhóm ngành của nó điểm số nó vẫn thấp hơn thị trường Tuy nhiên coi lại ngày hôm nay thì điểm số bình quân của nhóm ngành nó mạnh hơn rồi thì cổ phiếu này cũng là cổ phiếu các anh chị có thể mua được nhé, mua được và nắm giữ. PLP thì uh, nó là một cái app yếu sau một cái phiên bùng nổ thì uh, các anh chị vẫn nắm giữ được nhé, mua thì không mua phiên ngày hôm qua thì nắm giữ được. Đấy, part này ok này để mua được này, để mua nhé. KLB này không ưu tiên. BNC ok nhé, các anh chị nắm giữ được và còn vẫn có thể mua được nhưng mà phải cẩn thận nếu nó thủng MA10 thì chúng ta sẽ phải bán BAF thì ok nhé thủng MA10 thì bán nó nắm giữ ok HTG ok mua nhé đây phiên bùng nổ này đây phiên này có thể mua được này Đấy. KDM này hút này chạy nước rút rồi thì cổ phiếu này chúng ta sẽ không ưu tiên nữa bởi vì cơ hội chạy nó rất là khó và nó sẽ rủi ro nó chỉ dùng lắc một hai phiên là các anh chị có thể mất ngay 10-15% rồi 4G vẫn ok đi lên nhé DST này ok nhé DdG này ok nhé, anh chị nắm giữ được. BCG ok nắm giữ được nhé, nó không phải là cổ phiếu kim cương nhưng mà nó là những cổ phiếu rất mạnh. Nó chưa, chưa có được gọi là cổ phiếu kim cương bởi vì cái nhóm ngành của nó không mạnh. FR này ok nhé, nắm giữ nhé. VTD ok nhé. OCH ok nhé. DH ok nhé. TTF ok nhé. Đấy, DQC chạy nước rút tương tự hút nhé anh chị nhé. Đấy, BTS nắm giữ được nhé. CTN nằm giữ được nhé. mấy cổ phiếu dưới này thì hơi lỏng hơi xấu EIB này thì cũng tạm tạm thôi HTN ở điểm mua vùng nổ này nhé TNH OK nằm giữ được nha CTC vùng nổ này Upthrust yếu này cổ phiếu này thì bình thường cái chị nắm giữ vẫn được HTA điểm mua vùng nổ nhé anh chị nhé những cổ phiếu như này thì thanh khoản nó hơi ít cho nên chúng ta mua chúng ta thận trọng ở fmc FMC thì uh, Ok nha các anh chị nắm giữ được. Thì đó là những cái cổ phiếu mạnh nhất và đẹp nhất uh, trong cái ngày uh, kết quả kết thúc giao dịch của ngày 18 cũng như là cái nhận định cho tương lai từ ngày 21 tháng 3 trở đi. Uh, thì chi tiết thì các anh chị um, uh, có thể là dừng lại để các anh chị nhìn kể ở những cổ phiếu bên dưới này, đều có rất nhiều, rất nhiều các cổ phiếu. Thì mình hy vọng với cái những cái, cái cái bản tin hàng ngày thì cũng sẽ chia sẻ để cho các anh chị về những cái cách tiếp cận với các cái nguyên tắc trong cái giao dịch chứng khoán cái mà chúng ta tìm kiếm ở đây nó là cái sự gọi là cái kết quả một cái sự ổn định đúng không và định lượng và hoàn toàn là chúng ta sẽ phải làm chủ được cái công nghệ này nha anh chị nhé các anh chị là phải làm chủ được cái này đúng không các anh chị đừng phụ thuộc vào mấy bạn môi giới hoặc phụ thuộc vào mấy anh và người quen làm ở mấy cái hội đồng quản trị hoặc là điều hành ở trong mấy cái doanh nghiệp mà các anh chị định mua đúng không ạ nếu các anh chị trông chờ vào đấy chắc chắn chúng ta sẽ rất là khó để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán đấy là mình khẳng định anh chị nhé đấy là mình khẳng định như vậy ok thì hi uh, hy vọng là với cái nội dung này sẽ giúp ích cho anh chị phần nào trong hoạt động giao dịch chứng khoán của mình uh, thì các anh chị đừng quên là sắp cái kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ kênh cũng hy vọng các anh chị tiếp tục hộ kênh hộ kênh bằng cách là chia sẻ với những cái người quan tâm chứng khoán khác cảm ơn các anh chị Chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ